Maman, entre maman. Tiens, je vais te prendre ça. Bonjour. 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 Ça, c'est Madame Léo, l'hôte de la maison. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est lui. Et ça, c'est Bonjour. Marie. Bonjour. C'est tout Con vào đi. À thôi à, chắc mẹ con mệt rồi đó. Đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa nhớ xuống ăn cùng với mọi người nha. Merci madame. Bien, on va monter par là. Merci. Xin mời. C'est vraiment délicieux. Toute cette abondance de plats, c'est très bon. À, cô Liễu, mẹ con nói là tài nấu ăn của cô thật là tuyệt vời luôn á. Vậy hả? Chỉ là mấy món bình thường thôi à. Merci. Merci. Ăn đi, ăn đi. Hay là mình ăn xong á, cả nhà của mình chơi lô tô đi cho vui. Em có biết cái chỗ nào mà vậy như cái tiết mục văn hóa của Việt Nam không? Tại đó là cái mà mẹ rất là thích luôn á. Em biết, nhưng mà giờ trễ quá rồi, sợ không kịp đâu. Đúng rồi, bây giờ đặt vé không có kịp đâu. Hay là để em lên mạng em tìm thử coi có không? Cũng không kịp đâu, bây giờ trễ rồi mà. Em phải biết sớm, cái mình đặt sớm mới còn chỗ. Ê, em biết chơi đàn bầu chút xíu á. Hay là không mấy hồi nữa ăn cơm xong cái em đàn hát nhẹ nhàng cho mẹ anh được. Cái gì? Thiệt hả? Alors, Mi elle dit que elle sait jouer du đàn bầu. C'est un instrument traditionnel du Vietnam. Ça te dit de l'écouter ou pas? Bien sûr. Trời ơi, có cần phải làm lố vậy không vậy em? Cái gì? Trình diễn tiết mục nhạc cụ dân tộc đúng không? Làm cho cố mà đàn không ra gì, coi chuyện băng nhục mà. Dạ, cô Liễu yên tâm. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Tư là tư phú tương bao kiếp. Dạo xa luôn trong tình chàng năm cánh mơ màng em luôn trong tình chàng ôi gan hoàng quần đào ý à. Hay quá ta. Bộ giỏi thiệt á. Không ngờ My nó không những hát hay mà còn đàn giỏi nữa. Con cảm ơn cô Liễu. Bravo, formidable. Très touchant. Un instrument de musique si extraordinaire avec une mélodie si douce. Attends-moi une minute. C'est ça? Mẹ anh đi đâu vậy? Mẹ nói là rất là cảm động á. Chắc là bà nên lấy cái gì để cảm ơn em á. Ôi vậy hả? Vậy là em cũng có quà nữa hả? Dạ, cô tặng này cho em thiệt hả? Mẹ anh tặng thì em cứ lấy đi. Dạ. Con cảm ơn cô. Merci. Merci. Merci madame. Trời ơi, đẹp quá à. Con cảm ơn cô. Merci. Merci madame. Đẹp quá à. Mình thiết kế đường chỉ may là biết mất tiền lắm nè. Ôi, xịn sò quá, xịn sò quá. Sao con nhỏ này nó hên dữ vậy ta? Cái túi đó bao nhiêu lận em? Cái đó mua ở shop á, mắc lắm á nha. Trời ơi. Hay là mình làm cái gì đó đi. Đúng rồi, anh nghĩ là bác ấy chắc còn nhiều quà lắm á. Tại lúc bác ấy tới á, anh thấy sách quá trời đồ luôn. Hay là mình cũng diễn đi.
Em có nghĩ giống anh đang nghĩ không? Mình diễn đi. Mà mình diễn cái gì truyền thống á, tại vì bác ấy là người nước ngoài chắc không biết đâu. Ừ, đúng rồi á. Như lại mình cũng là dân chơi nhạc nữa, không lẽ mình lại thua nó. Đúng rồi ta, sao mình không nghĩ ra cái này từ đầu ta. Bây giờ diễn cái gì truyền thống mà dễ dễ đây. Em biết rồi. Dạ, cô Liễu mới về. Cái này là cái gì vậy? Dạ, đồ của Quốc với Mai á, cô Liễu. Đi làm gì? À, để biểu diễn cho mẹ của anh Julian coi. Biểu diễn? Ừ. Bậy vậy thì phải không? Nói lên con Liễu. Coi nó kìa. Gõ thì loạn xạ chẳng vô nhịp gì hết á. Trời ơi kìa cô Liễu ơi. Nhân gà mắt đẻ kìa cô Liễu ơi. Ứ kìa. Cái này là trù người ta đó, cả trù cái nỗi gì. Trời ơi. Ngày nào còn biết cái ơi nghe quá nè. Je crois que je vais aller me reposer hein. J'ai un petit peu mal à la tête. D'accord. Je me sens pas très bien. Je vais me reposer. Merci. Ok, ok. Nè mấy đứa, đang làm gì vậy? Hả? Cô mất mặt gì mấy đứa quá đi à? Thiệt xấu hổ quá đi. Mới tập rồi chứ. Đây nè, mẹ của ông nói gì vậy? Có phải đi lên lấy quà không? Nói là nhức đầu quá phải lên nghỉ.